Ok các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ học vẽ mây nha. Mây ở mức độ khó hơn, đó là tranh phong cảnh nha. Bút thì thầy đang có tầm 3 cái bút. Mình sử dụng bút xòe này là một chủ đạo hay dùng nhất. Và mình làm cái bút xòe thì nó sẽ nhanh hơn các bút khác. Ngoài ra thì dùng bút cán xanh. Đấy, nhớ chọn cái bút nó tương đối tơi một tí và hai là mới một tí. Thì khi mà mình vuốt mây, mình xoay mây nó sẽ bông được, thấy chưa? Màu hơi ẩm một tí. Mình sẽ sử dụng hai màu chủ đạo này. Quan sát hai màu chủ đạo nha, đó là màu trắng và màu xanh coban với cái nền mây tầm buổi trưa như này. Đây. Đấy nhá. Hai màu trắng xanh coban. Để dưới này cho quan sát cho dễ này. Màu hơi ẩm một tí, dùng bình xịt nhá. Xịt nhẹ đây. Đấy, đầu tiên là mình làm một cái lớp gọi là lớp trung gian trước. Thấy chưa? Mình có hai cách làm mây, chị Thảo chú ý này. À, mình có thể sử dụng bút tỉa, mình đi những cái đường ra, đường vào, nếp uốn của cái dáng mây trước nhá. Bước 1 là mình sẽ xử lý cái phần âm của mây đã. Phần âm này sẽ là sáng hơn hay tối hơn nền đây? Tối hơn, sáng hơn ạ. Sáng hơn nền, một tông, đúng nền của mình đây. Phần âm đây, nó sẽ là sáng hơn. Và về sau nó chính là cái phần dáng mây bay. Và nó cũng chính là cái phần nền cho cái cụm mây chính của mình. Để nó tôn cái mây chính lên, được chưa? Đấy, và mình sẽ pha cái màu xanh coban này cộng tí trắng vào nào. Đấy, các bạn đi cái vùng dáng mây và sử dụng cái bút này thì làm rất là nhanh và hiệu quả này. Để bình thường, để như bình thường nhá, cán bút này để thấp hơn cái mũi bút nhá, đúng không? Để như này chứ không ai để như này mà cũng không ai để như này, hiểu chưa? Nó sẽ là nhiều hướng khác nhau. Đấy. Khi làm mây thì mình quay nhẹ tay như này nhá. Các em quay nhẹ tay. Có những ngóc ngách nhỏ thì mình sẽ nghiêng cạnh bút như này, đúng không? Đấy. Như này nó rất là nhanh mà các bạn thấy là cái đầu mây nó bung chứ nó không 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 bị vẹt bút, đúng không? Đấy, quay. Đấy. Quay tay đúng không? Mic bảo quay tay. Đấy, nó sẽ âm này. Màu ẩm nhá. Tiếp tục này. Bạn có thể chạy sang sang đây. Cầm bút thoải mái thôi chứ không không có cái gì phức tạp ở đây cả. Mới đầu thì tay có thể hơi ngượng nhưng mà về sau nó sẽ quen dần. Chạy đây, nhớ để ý độ này thầy nha, nó sẽ hửng hơn cái này hiện tại. Vậy các bạn thấy là nền dưới này nó sáng, nền trên thì nó lại tối đúng không? Vậy thì nền dưới nó sáng nhưng mà mình sẽ phải cho cái độ dáng mây này sẽ sáng hơn cái nền sáng, đúng không? Trên này là sáng hơn cái nền nền tối, đúng không? Chứ nhiều bạn không hiểu nó lại là đưa cái độ này lại cũng đưa xuống đây thì nó bị chìm màu con nào. Kéo đây. Tiếp tục bạn bạn tăng thêm một tông nữa rồi. Tăng sáng tông này. Tông bên này bạn nhả ra. Nhớ những cái đầu nhả cũng vậy nhé. Đầu nhả thì có đầu ra, đầu vào, đầu gấp, đầu gành đúng không? Chứ đừng ra đều nhé. Đừng ra đều. Một cái lớp âm âm như này trước đã. Nhẹ nhàng như này trước đã. Cái này sau đó là mình mới chuyển đến cái bút cán xanh để vần từng cái đùn mây một. Lúc này bạn dùng màu trắng tinh. Trắng tinh hoặc là một độ, bạn chưa cần trắng tinh hẳn thì bạn sẽ lên một độ tầm trung gian đã nhé. Pha cái cụm mây này. À, một đùn mây. Khi mình vẽ mây ấy là mình để ngang bút đúng không ạ? Mỗi bút nằm ngang này, không để làm chéo như này nhé. Nằm ngang. Và mình quay quay và ấn bên này đồng thời là thả bên kia nhé. Ấn và thả, ấn và thả đúng không? Ấn và thả. Màu trắng đấy sơn phải nồng một thôi. Hơi ẩm một chút thì càng tốt nhé. Hơi ẩm đấy. Và những cái đùn mây thì các bạn thấy là nó có hình dạng khác nhau hay giống nhau đây? Khác nhau thì khác nhau, nên là cho khác nhau nhé, đừng để cho nó giống nhau nhé. Đấy gọi là tạo hình. Và những cái đùn mây thì mình muốn nó cao đều hay là cái cao với thấp? Cái cao với thấp ạ. Cái cao với thấp cho đẹp nhé, đúng không? Chứ đừng cao đều nhé. Đấy, chỗ này sáng này, xuống dưới là buông tối. Nếu cái độ này hiện tại trên bút bạn không buông được tối thì bạn sẽ pha thêm màu màu trung gian tối đấy, đúng không? Bạn quay vào đây thì nó sẽ buông tối được cho bạn nhé. Xong cái đùn dưới này, bây giờ ta lại làm đùn gần hơn này, lại quay trở lại độ sáng. Nó giống cây nhỉ? Sáng, tối, sáng, trung gian, tối xong lại là sáng, đúng không?
Nhớ là mỗi một đùn sẽ là hình dạng khác nhau. Vâng. Để cho nó không bị đều nhau. Nó chỉ cần hửng hơn cái nền một độ là nó đã bật cái bung 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 cái đám mây rồi. Ấn nhẹ tay à? Nhẹ thôi, tình cảm thôi. Kéo này. Đấy, nó khác với việc là mình đi một nhát bút nó cắt trắng một cả nha. Kéo này. Một đùm nó sẽ nổi phồng lên đúng không? Nổi phồng lên chứ không để nó bị đều. Đây, đùm dưới này. Phải lại tăng tiếp một tầng nữa rồi. Đấy. Và chân thầy sẽ thả êm. Thả êm. Êm tan bên này. Đầu tiên mình cứ định hình tổng thể chung đã. Xong bắt đầu mình mới vào sâu chi tiết. Rồi là lớp này lớp vừa phải. Xong bạn muốn sáng hơn thì bạn lại sấy khô. Sấy khô xong bạn lại vánh lên lần nữa. Là nó sẽ ra. Vậy các nùm mây cũng không sáng giống nhau lắm thôi. Ừ, các độ mây cũng không nên để sáng đều. Ví dụ như trong ba cái lùm này, 1, 2, 3, 4 đúng không? Thì mình sẽ đẩy cái lùm trên cao cùng nhất. Sáng nhất lên nhé. Sáng tối hình dạng khác nhau. Độ sáng tối cũng khác nhau. Nó vượt ra đây. Đấy, bên dưới mình có thể chơi một số cái dáng mây lững lờ, lững lờ nhỏ hơn, ngắn hơn như thế này. Đấy. Cứ nền này xong lại lên sáng này đúng không? Xong lại màu nền. Bởi vì cái lớp nền bạn ấy xử lý khá là tốt rồi. Đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà nền có em chỗ này tối quá thì bắt buộc bây giờ mình phải tăng sáng lên đúng không? Nhớ nhé, có một cái lưu ý chung đó là khi mình làm như thế này ấy, thì là cứ giáp danh chân trời này. Từ chân trời là vùng mây với vùng trời đúng không, vùng đất đúng không? Thì là cái chỗ này là phải là sáng. Tất cả phải sáng nhé. Tất cả bức tranh chỗ này phải sáng. Chỗ này cũng là sáng. Để nó tạo thành hụm để phân tách giữa mảng này và mảng này. Các mảng với nhau. Được chưa? Nếu mình làm đúng quy luật đấy thì cái tranh của mình sẽ sâu tự nhiên luôn. Mà nó chính là sâu bằng màu sắc ấy. Hôm đầu mình học là sâu để một bức tranh nó sâu được thì một là do cái tạo hình đúng không? Thứ hai là do người ta sử dụng màu. Đấy, thì nếu sử dụng màu đúng chỗ thì màu nó sẽ tạo được hiệu ứng sâu ngay. Đấy. Kéo tiếp đây. Đùn lên đây. Thả vào. Tiếp tục như vậy, nếu mà toàn nào cần đậm hơn chẳng hạn thì mình sẽ chạy tiếp đúng không, để kéo hơi đậm âm mà ánh sáng nó hơi đậm xuống thì nhìn nó sẽ rõ ràng hơn cái mảng sáng và mảng tối này. Chỗ này nhá, cảm thấy nó hơi bằng bằng không, mình kỵ nhất cái bằng đấy nhá. Mình sẽ phá cái bằng ra bằng cách đưa cái mỏm mây này sáng hơn nữa thầy. Đây, lên cao này. Đấy, cho anh này lên hẳn cao đi để phá cái đường bằng ra. Đường bằng này, đường mà dạng hình khối ấy. Hình tròn, hình vuông, hình tam giác như anh cánh hôm nay mắc đấy đúng không? Đấy là kỵ nhất nhá. Nó tự nhiên mà nó không thành một hình khối nào hết cả. Đấy. Kéo êm đây. Trên này lại dùng đậm trung gian. Cố gắng không để lẫn màu nhé. Cũng có thể là bút bình bẩn. Hạn chế nhất có thể. Ra đây này. Sáng trung gian. Để bút mặt nằm ngang đúng không? Bấm ngang, phập giống như làm cây ấy. Đấy, zigzag. Vừa bấm vừa di đúng không ạ? Bấm di đúng không? Và nhớ là lúc nào đậm, nhạt, sáng, tối, êm với nhau. Không được gắt gặp. Kéo đây, chỗ này bạn lại tăng sáng tiếp đúng không? Đồng thời giấu những nét chì. Nét chì của khâu dựng hình ấy, hoặc nét mực của khâu dựng hình nó đậm quá thì bạn giấu đi. Đưa màu khô khô một chút là ok. Đấy. Chỗ này thầy là một tầng này. Thầy nó không bị đều, thầy lại cách một đoạn ra thầy lại đẩy sáng này lên. Thì người ta nhìn thấy từng tầng mây một nó đẹp. Dẻo đẹp. Đấy. Thả
thả thả thả thả mới đầu nhá, nó khô quá thì mình sẽ cho tí ẩm vào. Xong rồi cái tạo hình mây thường là 10 bạn vẽ ban đầu ấy thì nó đều cả 10, bởi vì cái trí tưởng tượng về mây trong đầu mình ít ấy, mình không có cái dáng mây trong đầu. Vậy thì một là ta bám thật sát theo cái tạo hình của mẫu nhé, hai nữa là bạn mà muốn thêm những cái dáng mây bên ngoài vào thì bạn search sẵn trên Google, bạn tìm hình ảnh dáng mây đấy, xong bạn đưa vào đúng theo form đấy, chứ mình đừng đừng vẽ theo trí tưởng tượng mình vội nhé. Còn nhiệm vụ bây giờ là mình sẽ phải tập luyện để cho một là độ chuyển từ đây đến đây êm đã, thứ hai nữa là cái đầu này bông không bông ra đã nhé, thứ ba nữa là tập cho cái tạo hình mây nó sẽ thay đổi nhịp khác nhau, thứ tư nữa là tìm xem mảng đậm mảng nhạt, hệ thống đậm nhạt có chuyển êm hay không, mình quận cho thật êm rồi đã, xong bắt đầu mình mới lên bài, thấy chưa nào, hoặc là cứ thử lên bài thoải mái đi, xong là mình sai đâu mình sửa đấy. Ok, mình vẫn còn màu nền mà, mình chạy đi, xong lại sấy khô và làm lại nhé. Nên toàn bộ kỹ thuật làm mây, giờ chiến làm đi. Đẹp nha.